Hôm nay nắng quá mọi người, đây chính là cái chỗ mình lắp để mình quay video cho mọi người xem thu phục con bổi hôm nay nhé. Con này nhanh lắm mọi người nhé. Treo lồng lên cái nó về luôn mọi người ạ. Vừa mới quay lưng đi, chưa có chỗ lắp. Này lắp tạm dưới cái màn này, cái chăn. Còn đây gáy ngựa hay sao mà. Đấy, nó về hai con. Hy vọng là dân đây thấy mình ngồi này đỡ bảo là dình ăn trộm là được. Lắp ở dưới cái chăn của các bà ấy này. Con này chắc đấu nhanh rồi, đánh đúng thung của nó. Con này gần gáy ngựa hay sao mọi người. Chim khá là dài. Rút xuống rồi đấy. Nhảy. Con này đúng lưng tôm này. Cánh sệ gáy ngựa ấy. Chả biết có phải hay không nhưng mà nhìn thì đầu mặt con này dữ lắm mọi người ạ. Ui giời, định nhào. Quả ma quá không. Giọng đấy. Lại nhảy lên trên, đấy lại về. Rồi ôi, một đôi này đẹp không. Đấy, đúng thung mà này.
Đấy. Úi giời. Nhảy đâu vậy? Ở đây lên trên này. Đây rồi, đây. Nhau. Xong rồi nhé mọi người nhá. Xong rồi anh em nhé. Ui, lấp vào cái chăn này mọi người. Thank you, cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Đây bóng bộ của em nó đây anh em nhé. Chim khá là già, nhìn gấu lắm, gốc màu to, yếm đậm.